Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Từ Thái Nguyên nhìn ra thế giới của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, hãng Tesla vừa trình làng siêu xe tải chạy bằng điện đầu tiên trên thế giới. Mẫu xe mới Tesla Semi đã gây ấn tượng mạnh cho ngành vận tải toàn cầu bởi những tính năng vượt trội. Theo đó, siêu xe tải chạy bằng điện này có khả năng chạy liên tục 800 km chỉ với một lần sạc điện. Ngoài khả năng vận chuyển xa, sạc nhanh, xe tải điện của hãng Tesla có khả năng tăng tốc từ 0 tới 100 km/h chỉ trong vòng 5 giây. Nếu kéo theo một container, vận tốc được tăng từ 0 tới 100 km/h chỉ mất 20 giây. Xe không có kính chiếu hậu, thay vào đó là hai màn hình hiển thị được lắp đặt ở hai bên vô lăng, giúp tài xế điều khiển xe dễ quan sát khi lưu thông trên đường. Tesla Semi còn có khả năng chống va đập mạnh khi di chuyển ở tốc độ cao. Đánh dấu việc trở lại thị trường Robotics, hãng Sony vừa ra mắt sản phẩm chú chó robot Aibo phiên bản năm 2017 với ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Aibo là phiên bản khởi động lại của thiết bị Sony đầu tiên được tung ra vào năm 1990. Không giống như các phiên bản trước đây, chú chó nhỏ có cả mắt là hai màn hình nhỏ có khả năng biểu hiện cảm xúc và miệng cong lên như đang cười. Chú chó này có thể hiểu những lời khen ngợi và ghi nhớ những hành động khiến chủ hạnh phúc. Nếu chủ cho phép, Aibo sẽ liên tục cập nhật dữ liệu và tải lên để lưu trữ trong đám mây điện toán. Vì thế, chú chó sẽ thay đổi tính cách theo thời gian để đáp ứng yêu cầu của người nuôi. Chủ nhân cũng có thể yêu cầu Aibo chụp ảnh. Thú cưng robot có thể ghi lại tất cả những gì nhìn thấy và tạo ra một cơ sở dữ liệu về ký ức mà người dùng có thể duyệt qua ứng dụng. Aibo sẽ được bán tại Nhật Bản vào tháng 1 năm 2018 với giá 198.000 yên, tức khoảng hơn 681 triệu đồng trước thuế. Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ FDA vừa thông báo lần đầu tiên cấp phép cho việc sử dụng thuốc kỹ thuật số trong điều trị y tế, đánh dấu sự đột phá quan trọng trong việc áp dụng công nghệ tiên tiến trong quá trình chăm sóc và điều trị bệnh. Sản phẩm thuốc kỹ thuật số nói trên có tên Abilify do hãng dược phẩm Otsuka Pharmaceutical của Nhật Bản phối hợp với hãng y tế số Prodos của Mỹ sản xuất. Điểm đặc biệt của loại thuốc này là nó có gắn một thiết bị cảm biến giúp các bác sĩ có thể xác định bệnh nhân có uống theo đúng chỉ định hay không thông qua một phần mềm ứng dụng kết nối với điện thoại thông minh. Với kích thước chỉ bằng hạt cát, viên thuốc được làm từ các loại kim loại có khả năng tự tiêu trong dạ dày như silic, đồng và magie. Cảm biến trong viên thuốc sẽ được kích hoạt khi nó thấm dịch vị dạ dày của bệnh nhân. Vài phút sau khi uống thuốc, miếng dán mà người dùng dán trên lồng ngực trái sẽ nhận được tín hiệu và gửi dữ liệu về liều lượng và thời gian uống thuốc đến ứng dụng điện thoại thông minh thông qua Bluetooth. Abilify MyKit có tính năng khá đơn giản nhưng lại là một minh chứng cho thấy kỷ nguyên số sẽ tiếp tục phát triển và len lỏi vào nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, trong đó có cả y tế và dược phẩm. Bằng cách sử dụng tia X, các chuyên gia đã tìm thấy mảnh ghép cuối cùng trong bức tranh nổi tiếng của danh họa Magritte. Điều đặc biệt là các phần bức tranh lại ẩn trong một bức tranh khác tại bảo tàng Magritte của Bỉ. Magritte là một họa sĩ người Bỉ nổi tiếng theo trường phái siêu thực. Ông đã sáng tác rất nhiều bức tranh dí dỏm và hài hước. Ông có một số tác phẩm biến mất bí ẩn và mới đây tác phẩm thứ tư của ông là The Ancient Pole được vẽ vào năm 1927 đã được tìm thấy. Công cuộc tìm kiếm bắt đầu từ năm 2012 và phát hiện ra phần đầu tiên của bức tranh này. Phần thứ hai được tìm thấy tại Stockholm. Hai năm sau, nhóm nhà nghiên cứu đại học MD Snowy đã tìm thấy phần thứ ba và giờ đây chúng tôi đã tìm thấy phần thứ tư. Tất cả đều nhờ vào công nghệ chiếu tia X. Bảo tàng mỹ thuật của Hoàng gia Bỉ đã hợp tác với Trung tâm Khảo cổ học châu Âu tại Đại học Liège để tìm phần cuối cùng này. Các phần của bức tranh lần lượt được phát hiện trong nhiều năm, đặc biệt ông chính là người tự cắt nhỏ chúng. Theo tôi biết thì thời điểm đó là vào đầu những năm 30, lúc đó thế giới đang chìm trong một cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Lúc đó, Magritte cũng không có tiền và buộc phải nghĩ cách tái chế hoặc có thể hiểu là vẽ thêm 4 bức khác từ một bức có sẵn để kiếm thêm tiền. Vậy nên ông mới cắt nhỏ bức tranh. Nhờ tia X, các chuyên gia mới có thể kết luận và phát hiện ra các mảng tranh được vẽ cùng thời điểm và cùng màu mực. Thật thú vị khi phát hiện ra rằng các bức tranh này có chung một dòng máu. Chúng là những câu đố của danh họa để lại cho chúng ta và chúng ta phải tìm và ghép lại. Như vậy, toàn bộ các tác phẩm nổi tiếng của ông từng bị cắt nhỏ và biến mất đã được phục hồi hoàn toàn tại bảo tàng Magritte ở Bruxelles. Hiện nơi đây đang lưu giữ hơn 40 tác phẩm của họa sĩ và là một địa chỉ tin cậy cho những người mến mộ những nét vẽ của ông. Hiện nơi đây đang lưu giữ 4. Cà phê là một trong những loại đồ uống được tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới, vì thế mà lượng bã cà phê thải ra hàng ngày cũng tỷ lệ thuận với số lượng người tiêu dùng. Quý vị và các bạn nghĩ sao nếu chúng ta uống cà phê trong những chiếc cốc được làm từ chính bã cà phê thải loại này?
Đây cũng là điểm hấp dẫn du khách đến với quán cà phê RD tại Đức. Quán cà phê RD nằm ngay trung tâm của thủ đô Berlin, Đức. Khi tới đây, khách hàng sẽ được thưởng thức cà phê ngay trong những chiếc cốc tái chế từ chính những bã cà phê được sử dụng trước đó. Chúng tôi tập trung vào việc tạo ra cà phê chất lượng cao. Chúng tôi rất tự hào khi sử dụng chiếc cốc tái chế của công ty Cafe Form, một dự án được thành phố Berlin ủng hộ. Đây là sáng kiến của nhà thiết kế đồ nội thất Julian Lechner để sản xuất ra 15 chiếc cốc siêu nhẹ. Anh Julian cần 1 kg bã cà phê. Ban đầu chiếc cốc này vẫn tỏa ra mùi hương cà phê, nhưng thời gian sau mùi hương dần biến mất và không ai có thể biết được chiếc cốc được làm từ vật liệu gì. Những chiếc cốc này thật sự rất chắc và rắn. Chúng tôi rửa nó hàng trăm lần nhưng nó vẫn rất bền. Nếu sấy khô bã cà phê một cách cẩn thận, bạn sẽ có được một loại bột tốt có thể thay thế các vật liệu khác. Ý tưởng này đã đến với anh khi anh đang theo học tại Italia. Đây là sản phẩm vô cùng thân thiện với môi trường bởi nguyên liệu gồm bã cà phê trộn cùng với gỗ và cellulosa. Anh mất 3 năm để tìm ra công thức độc đáo này. Mỗi tháng, công ty của anh, Lechner, sản xuất 1.500 chiếc cốc và bán ở nhiều quốc gia trên thế giới. Và giá là 15 euro, tương đương với khoảng gần 400.000 đồng Việt Nam. Nhiều người dân thủ đô của Paris, Pháp thích đến phòng sông hơi để tận hưởng cảm giác ấm cúng những ngày gió lạnh về. Đáp ứng nhu cầu đó thì mới đây, các nhà thiết kế Thụy Điển đã đặt tại thành phố này một phòng sông hơi có hình dạng một quả trứng vàng khổng lồ. Đây là công trình độc đáo của hai nhà thiết kế người Thụy Điển Mark Bigic và Lars Bergstrom, là bản sao tác phẩm phòng sông hơi trứng vàng của họ tại thành phố Kiruna ở quốc gia quê hương. Ban đầu công trình tại Thụy Điển được xây dựng nhằm mục đích nâng cao tinh thần cộng đồng cho người dân nơi đây sau khi nhà tắm công cộng cũ ở khu vực này bị phá hủy. Những gì chúng tôi mong đợi là một tác phẩm nghệ thuật mà mọi người có thể tương tác với nhau. Mọi người có thể ngồi trong phòng tắm ấm áp, nhìn ra ngoài trời, thấy gió thổi và lá rơi. Điều này thật thú vị. Sau khi hoàn thành việc xây dựng tại khu vườn của Trung tâm Văn hóa Thụy Điển ở thủ đô Paris, phòng sông hơi độc đáo này ngay lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Công trình này thật kỳ lạ, nhưng cũng rất thú vị. Chúng tôi đã có những giây phút thư giãn trong một môi trường đặc biệt và được trải nghiệm những điều mới mẻ chưa từng có ở Pháp. Với vỏ làm từ những tấm pin mặt trời, thép không gỉ được tráng vàng và titan, nội thất bằng gỗ thông, phòng tắm hơi này có thể chứa tối đa 8 người một lúc. Việc sử dụng tối thiểu chất liệu gỗ đã khiến việc sông hơi trở nên hiệu quả và nhanh chóng hơn. Tác giả của phòng sông hơi cho biết, thiết kế hình quả trứng gợi cho họ những ý tưởng mới trong thời gian tới. Còn những tấm gương xung quanh có hàm ý phản ánh những vấn đề của cuộc sống xung quanh, từ vấn đề biến đổi khí hậu cho tới việc phát triển bền vững. Phòng sông hơi mở cửa phục vụ công chúng trong 3 tuần tính từ ngày 25 tháng 11. Khoảng đầu thế kỷ 16, quân đội xâm lược từ Tây Ban Nha là những người phát hiện đền Kukulkan tại khu di tích Chichen Itza của Mexico. Đó là kim tự tháp thuộc quyền sở hữu của người Maya cổ, trong đó ẩn giấu những bí ẩn chưa ai giải đáp được. Mới đây lại một bí ẩn nữa tại Kukulkan được lộ ra. Các chuyên gia đã tìm ra đường hầm bí mật bên trong kim tự tháp được cho là dẫn đến một hang nước ngầm, còn gọi là Sinot, nơi người Maya thực hiện nghi lễ hiến tế người sống. Các chuyên gia của dự án Rich Mayans Aquifer do nhà khảo cổ Guillermo de Anda dẫn đầu đã sử dụng công nghệ thu hình tân tiến nhất để khám phá đường hầm. Cụ thể, họ đã dùng một loại radar xuyên đất gửi đi tín hiệu điện từ qua những lớp tường và kết cấu kiến trúc dày đặc trong kim tự tháp, rồi vẽ lên bản đồ của toàn bộ khu di tích thông qua các tín hiệu phản hồi. Kết quả là họ đã tìm ra một con đường qua một hầm mộ nhỏ mang tên là Ossuary, dù hiện tại lối đi đã bị bít kín. Thông qua Ossuary, chúng tôi có thể tiến vào một cấu trúc nằm bên dưới và ở đó có một đường hầm bị bít kín, có thể do chính những người Maya cổ thực hiện. Chúng tôi sẽ tìm cách tiếp cận một lần nữa và thử mở con đường này, xem liệu nó có dẫn chúng tôi tới hang ngầm Sinot bên dưới hay không. Năm 2015, các nhà khoa học đã tìm thấy một hố sụt rất lớn nằm dưới ngôi đền. Họ lo sợ rằng cái hố này sẽ dẫn nước từ con sông ngầm bên dưới lên, khiến toàn bộ kết cấu của kim tự tháp sụp đổ. Hang ngầm Sinot được cho là kết nối với nhiều hố sụt khác nữa về phía bắc, tây và đông của kim tự tháp. Trong đó, hố sụt nằm ngay dưới kim tự tháp có kích cỡ khoảng 25 đến 35 mét và sâu đến 20 mét. Phía trên hang Sinot có một lớp đá vôi dày 5 mét. Hiện tại nó đóng vai trò nền móng cho kim tự tháp. Đến đây, chuyên mục Từ Thái Nguyên nhìn ra thế giới của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.